Phạm Thái Tuế, Sung Thái Tuế là gì? Phạm Thái Tuế, Sung Thái Tuế được chia thành hai loại là niên xung và nghịch xung. Niên xung có thể được hiểu là các cặp tuổi xung khắc với nhau như sau: Tý Ngọ, Sửu Mùi, Dần Thân, Mão Dậu, Thìn Tuất, Tị Hợi. Bên cạnh đó, người xưa quan niệm rằng nếu sao Thái Tuế chiếu trên đỉnh đầu thì không gặp hỉ cũng sẽ gặp họa, gia chủ ít nhiều bị ảnh hưởng như tính khí bất ổn, sức khỏe giảm sút, tình duyên lận đận. Do đó, mọi người thường rất cẩn trọng với những việc liên quan đến cung này. Thái Tuế có thể được chia thành các hạn chính như sau. Trị Thái Tuế, vận khí trong năm có nhiều biến động, cơ thể hay ốm đau, bệnh tật, cơ thể dễ mệt mỏi, buồn phiền. Xung Thái Tuế, vận khí của bản thân trong năm biến động lớn, dễ bị xáo trộn, thường gặp những chuyện vặt vãnh. Hình Thái Tuế, trong năm sẽ gặp nhiều chuyện thị phi, kiện tụng, dễ phá sản, nợ nần, sức khỏe có vấn đề. Hại Thái Tuế, năm này dễ bị tiểu nhân quấy phá nhưng không quá ghen ghét, dễ gặp chuyện bất an, tài vận đi xuống. Phá Thái Tuế, công việc làm ăn trong năm bị tiểu nhân quấy phá, cản trở, hao tổn tiền bạc.